lần đầu tiên mà em có trải nghiệm này luôn á. Em thấy không, cái chương trình mình thú vị không? Khán giả thích là sao, đi khắp nơi rồi tìm hiểu những nghề nổi tiếng của Việt Nam mình. Lội ruộng bao giờ chứ Bi ơi? Dạ đây lần đầu tiên. Ba mấy nồi bánh chưng của em. Xuống xuống nè, xuống nè. Hy vọng đây là một trải nghiệm tuyệt vời nha. Ê! Được, không, qua mắt cá một chút à. Xuống. Ô, xuống thiệt, xình không. Ô, em chào anh Trao. Chào anh Trao. Chào anh Hồng Phúc. Em giới thiệu Bi ở thành phố xuống đang tìm hiểu học nghề. Em chào anh. Chào Bi bác. Dạ. Ui, hôm nay anh bắt được nhiều cá vậy? À. Đây là cá lóc đồng. Dạ. Dạ. Thì cái này là sớm giờ mình đi lại mấy cái chỗ mà người ta bắt á. Yeah. Mình mua đấy mình về mình làm cá khô á của cơ sở. Wow. Anh gắn bó với công việc này bao nhiêu năm rồi anh Trao hả? Này cũng hơn 5 năm rồi. Hơn 5 năm. Dạ. Yeah. Yeah. Cái cơ duyên nào anh gắn bó với nghề làm khô cá này? Ở Đồng Tháp thì trước đây 5-6 năm đó thì cái phong trào mà khởi nghiệp thì Đồng Tháp đang cái phát triển mạnh mẽ. Ở đây thì nó có nhiều cái sản vật thiên nhiên dữ lắm. Yeah. Như mùa nước nổi như thế này nè, cái lượng cá mà nó về ở Đồng Tháp nó rất là nhiều. Từ đó mình mới có một cái ý tưởng là mình muốn khởi nghiệp làm cái từ cái khu cá, là từ cái tài nguyên bản địa của địa phương. Yeah. Để mình muốn giới thiệu những cái đặc sản của địa phương đến với nhiều người trên nước Việt Nam của mình. Được ăn rất là nhiều, nhưng mà đây là lần đầu tiên mà em thấy cũng được trải nghiệm như này đó, là đi xuống vậy thì em thấy mọi người cũng là ngày nào cũng phải tự đi lấy cá như vậy hả? Ngày nào mình cũng phải thu mua, có nghĩa là khi mà người ta đi bắt á, có khi là mình đến tận chỗ người ta bắt mình mua, hoặc là người ta sẽ đem đến tận cái cơ sở mình giao luôn. Đối với cá đồng này thì hiện tại là người ta là có các cái hình thức đánh bắt như là đặt lợp nè, đặt lợp rồi người ta đi côm á, côm nơm á. Yeah. có cái nơm á. Yeah. ta đi nơm. Yeah. Nơm, hoặc là người ta cắm câu rồi giăng câu. Yeah. Vân vân. Trời ơi, cá lóc mà bay như chim vậy trời. Bình thường ở đây nếu nước không lên mình sẽ trồng lúa đúng không hả? Đúng rồi, nên nước không lên thì ở đây là mình hoàn toàn là đồng lúa hết. Yeah. À ô, vậy là mình kiểu là mùa nước á, thì mình sẽ là bắt cá, còn khi mà những cái mùa kia thì mình lại là trồng lúa hả? Đúng rồi, đúng rồi. Mùa này là đang vô cái mùa nước. Rồi bây giờ em nghĩ anh sẽ đưa ra thử thách cho Bi để Bi thực hiện tại đây đi. Bắt đầu công đoạn làm khô cá của mình. Đối với cái con cá lóc đồng này á, cái sức sống nó mạnh lắm. Yeah. Nó mạnh lắm, mình bắt là nó không phải ai cũng bắt được. Yeah. Nên là bây giờ là đưa ra thử thách cho Bi mắc là bây giờ đổ hết cá này ra xuồng. Ra xuồng đúng. Rồi xong mình bắt từ con mình bỏ vô đây. Anh để em cái diện đồ cá để em. Trời ơi. Cái gì chứ, ba này chuyện nhỏ luôn, em nói thiệt, đây là sở trường của em á. Cái gì vậy, rẻ vậy đó Bi, kiểu anh đếm kỹ bao nhiêu con chứ thôi em bắt hồi đó còn 2 con. Ui, con này bự vậy. Ui, em bắt khoảng 5 con là em thắng. Đừng. Em chỉ có trong vòng 3 phút. Cho nó xuống, cho nó xuống dưới. Bạn đi vô đây. Bi sẵn sàng chưa? Dạ, đúng rồi, sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Thưa quý vị, và bây giờ thử thách dành cho Bi Max bắt cá trong vòng 3 phút bắt đầu. Vô Bi. Hai tay. Ui. Hai tay, không được một tay, hai tay. Con to nha, con to mới làm khô được Bi ơi. Đúng rồi, đúng. Đó. Đúng. Ủa gì vậy? Đúng rồi. Trời ơi. Em bị trừ một điểm, em bắt được để nhảy ra ngoài. Cái con nó bay ghê thiệt. Ôi. Hai tay Bi ơi, hai tay. Khó nha. Cảm giác bấm ngay vô cái đầu nó, mình bấm ngay cái đầu nó thì nó sẽ dễ. Đúng rồi, thả vô được một con. Hay trời ơi, lấy bắt con bự lắm, con nãy bự lắm. Con bự đi, con bự bên kia đi. Con nãy bự 3 kg luôn á. Kẹp. Đó, anh chị kẹp cái đầu chặt vô. Rồi, hai con nhảy xuống. Hai con rồi, hay quá. Tiếp. Nè, thấy bắt trên đầu mình bắt xuống đúng rồi. Sẽ dễ hơn. Còn một phút cuối cùng, nhanh lên. Ba con. Hai con nữa, bự nha. Đây nè, bự nè. Ủa? Con đó không tính. Con bự này nè. Không, con này bạn con đó đó. Ừ. Hai tay. Rồi, xong. Trời ơi. Con cuối cùng. Rồi, lên. Rồi, em làm mất 2 con ra ngoài, em bắt thêm 2 con nữa. Trời ơi, tuyệt vời. 10, 9, 8, 7, đừng để rớt. 6, nó ngủ nha, nó nhảy ra. 5, 4, để lên, 3 nhanh lên. 2, con ngựa Bi ơi, con ngựa em. 1, vô. Rồi. Yeah. Mới bước đầu là anh thấy được mà, được đâu. Có tiềm năng nha, có tiềm năng ha.
Anh năm nay cái phần đầu của anh cho Bi được mấy điểm? Cho 8 điểm nhưng mà do sảy hết, làm sảy hết 3 con trừ 1 điểm, còn 7 điểm. Còn 7 điểm. Cảm ơn anh. Đối với em là cũng em hơn em mong đợi rồi. Mới bắt đầu chương trình thôi mà chúng ta thấy là diễn viên Vmax rất là giỏi. Lần đầu tiên Bi lội ruộng nè, rồi bắt cá nè, anh nghĩ là khán giả rất thích nha. Và anh chủ Phan Chao cũng thấy em có tiềm năng đó. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các công đoạn làm khô cá tiếp theo ngày hôm nay với Bách Nghệ Kỳ Thú quý vị á. Đi nào. Bắt vô. Vô anh Chao ơi. Giờ mình vô luôn anh, vô giờ từ từ mình vô luôn. Vô bờ đi nào. Vô bờ. Nhảy quá trời nhảy luôn.